Xin chào mừng mọi người đến với chuyên mục nấu ăn hàng ngày. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người tiếp tục một cái món ăn này. Đây, chắc mọi người nhìn đây không còn quen thuộc với cái hình ảnh này đúng không? Và đây này, cái món này sẽ là cái món mực nướng. Nhưng mà mình sẽ không dùng cách nướng truyền thống mà hôm nay mình sẽ dùng một cách nướng đặc biệt. Tí nữa mọi người sẽ chuẩn bị chứng kiến cái cảnh mình nướng khác biệt hoàn toàn với mọi lần. Mọi người chú ý nha, bây giờ mình sẽ bắt tay vào công việc gọi là tẩm ướp cho cái món mực này. Cái chuyên mục nấu ăn này của bọn mình chuyên nghĩ đến cái món ăn ấy mà nó độc. Lạ thì cũng không phải lạ lắm thôi nhưng mà chắc chắn là sẽ ngon. Thế mọi người nhìn này. Cái món này mình có gồm có ớt này, sả và cái phụ gia. Đây là cái phần sả mình sẽ bọc ở bên ngoài. Bên ngoài lớp cuối cùng đấy của để đè cái phần mực lên trên. Để khi mình nướng xong ấy thì cái xả cái mùi của nó sẽ quyện vào trong cái mực tạo lên một mùi đặc trưng của món này. Mọi người lưu ý nhá, trước khi mình cho cái phần mực này vào trong giấy bạc thì mình sẽ phủ một lớp xả đã đập thật nhỏ lên. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho vào trong này, mọi người nhìn này. Đây, thơm. Món này sau khi mà tẩm ướp đầy đủ gia vị nó rất là thơm. Tiếp đến mình sẽ cho một cái thanh gậy vào trong và mình sẽ quấn. Mình sẽ quấn làm sao mà để cho hai cái bên này cái nước của nó khi mà nó bốc hơi ra nó sẽ không chảy ra ngoài. Mọi người phải làm thật cẩn thận nhé, tránh làm trách cái phần giấy bạc này. Cái món này thực ra mà nói thì nó không kỳ công đâu, nhưng mà khi mình thưởng thức nó thì chắc chắn các bạn sẽ phải ngạc nhiên. Đây ạ, sau khi mình đã quấn được một lớp thì mình tiếp tục cho lớp thứ hai, thứ ba. Mình cứ quấn làm sao khi mình cảm giác mà nó chắc chắn đấy, nó không thể rách được khi trong khi quá trình mình nướng cái nước nó không thể chảy ra ấy. Thì mình làm. Và bây giờ mình sẽ siết chặt cái phần này vào. Mọi người nhìn này. Bây giờ mình sẽ mang cái món này đi nướng. Đây, mọi người nhìn này. Đây là cái món mực sau khi mình đã chuẩn bị xong. Nó như kiểu là mình món chả mực mà mình nhắm à mình nướng trên một cái cây mía đấy, nhìn này. Và đây là chính là cái nơi mà mình đã chọn để nướng cái món này, cũng chính tại chỗ hôm qua nhá. Mọi người nhìn này, thì cái món mực này nó mềm ấy nên chắc chắn là sẽ nhanh chín hơn cái món cá ngày hôm qua, nên khi nướng mình cần chú ý ấy, mình sẽ đảo liên tục không để cho nó cháy. Vì là thời tiết nó bắt đầu mùa đông này lên rất nhanh tối nên mọi người thông cảm, ánh sáng nó không được tốt lắm. Đây ạ, ngồi quanh bếp lửa này mà nướng cái món này rất là đẹp. Bọn mình nướng hoàn toàn là bằng rơm, bằng dạ ở ngoài đồng. Khi mà mình nướng bọc giấy bạc ở bên ngoài này thì tất cả cái phần gia vị mà mình khi làm mực xong ấy mình đã tẩm ướp vào trong, mình đã bọc toàn bộ trong đây rồi, nó không thể thoát hơi ra ngoài được, tất cả nó sẽ ngấm hoàn toàn vào trong phần mực, rất là thơm. Mình dám chắc với các bạn là những cái món làm ăn kiểu như thế này ấy,
rất ngon. Các bạn ấy về làm thử à? Nếu mà có dịp rảnh rỗi các bạn hãy tụ tập thì có thể làm thử và test thử xem những gì mình nói là đúng hay là sai. Lòng quá. Mình đừng cho cháy quá. Các bạn phải thực sự thông cảm nhé, tại vì trời bây giờ trời tối rất là nhanh, ánh sáng nó không được đẹp như ban ngày đâu. Đây này, bây giờ mình có thể nhìn thấy cái món mực này, cái thôi nhá, sau khi mà nó gần chín ấy thì mọi người đừng lên cho nhiều lửa quá, mình sẽ để nó bé dần để cái hơi nóng của nó bốc lên đấy, sẽ làm chín cái phần bên trong. Đây mọi người nhìn này, đấy. Bây giờ mình sẽ để như vậy nhá. Đây, cái mực này sau khi mình đã chín ấy, thì mình không nên cho rơm vào nữa. Bây giờ mình sẽ để như thế này. Khoảng tầm 5 phút sau mình sẽ cho ra. Mọi người hãy cùng mình đợi cái món này nhá, để xem sau khi bỏ ra thì cái món này sẽ như thế nào. Đây, đây là món mực sau khi đã nướng xong. Bây giờ mình sẽ bóc nó ra, bóc lớp vỏ của nó ra này. Đây là mọi người nhìn nhá, bây giờ mình sẽ nhấc lên cao cho mọi người nhìn tận mắt này. Mình bỏ cái phần que thôi. Nóng á, này nó hơi bị nóng. Đây, hai. Đây. Đây là cái món mực sau khi mình nướng xong này. Màu sắc của nó tương đối là bắt mắt này. Rất là thơm. Bây giờ mình sẽ dùng cái món này, tại vì mực nó là cái món rất nhanh bị tanh sau khi mà bỏ ra đấy. Đây. Bây giờ mình sẽ bỏ xuống nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở cái món tới đây của bọn mình. Các bạn nhớ subscribe và chia sẻ kênh cho mình nhá. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt.